Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Theo thống kê, có đến 800.000 người rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mỗi năm thay vì chờ đợi để nhận lương hưu. Sắp tới, chính sách bảo hiểm xã hội một lần sẽ có nhiều thay đổi. Dưới đây là một số đề xuất đáng chú ý mà người dân cần biết. 1. Chỉ được rút 50% thời gian đã đóng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội. Nếu như phương án 1 giữ nguyên như hiện nay, thì phương án 2 là người lao động chỉ được rút một lần, tối đa không quá 50% thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu. Ví dụ bạn có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ chỉ được rút tiền bảo hiểm xã hội của 7,5 năm đã đóng. Trong đó, những năm đóng trước năm 2014 được tính mỗi năm là 1,5 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội và những năm đóng từ năm 2014 trở đi, mỗi năm được tính là 2 tháng lương. Ưu điểm của phương án này là dù nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động vẫn không bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội mà vẫn được bảo lưu thời gian đóng còn lại. Điều này cho phép họ tiếp tục tham gia vào hệ thống và được tính thêm thời gian đóng để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với quyền lợi cao hơn. Phương pháp này mang lại động lực cho người lao động để tiếp tục tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhằm đạt được điều kiện để hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã đưa ra đề xuất người lao động chỉ được rút bảo hiểm xã hội một lần 8%, tương ứng với mức mà họ đóng khi đi làm, không được rút 14% mức đóng của người sử dụng lao động. Đề xuất tiếp theo cũng liên quan đến bảo hiểm xã hội một lần là mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng nên bỏ quy định sau 1 năm nghỉ việc mới cho nhận bảo hiểm xã hội một lần. Thay vào đó, cho phép sau 3 tháng nghỉ việc là người lao động đã có thể rút khoản tiền này. Điều này là phù hợp với bản chất của bảo hiểm xã hội một lần, vốn là chế độ giúp người lao động giải quyết khó khăn cấp bách trước mắt. Trong khi đó, với quy định hiện hành cho phép người lao động sau 1 năm nghỉ việc mới được rút, cũng không giúp làm hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ồ ạt, mà còn gián tiếp phát sinh tình trạng thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới hình thức ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đề xuất cuối cùng đến từ Bộ Y tế về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người mắc bệnh hiểm nghèo. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội, một trong các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là người bị mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Mới đây, Bộ Y tế đưa đề xuất những người thuộc trường hợp mắc bệnh trên để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần phải có kết quả giám định không đủ khả năng lao động và trong hồ sơ phải có bản chính hoặc bản sao, hợp lệ, biên bản giám định y khoa. Trên đây là 3 đề xuất mới liên quan đến bảo hiểm xã hội một lần mà người lao động cần nắm được. Cần khẳng định lại rằng đây mới chỉ là những đề xuất cho dự thảo luật bảo hiểm xã hội chưa chính thức được áp dụng. Dự thảo này dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận vào kỳ họp tháng 10 năm nay. Tuy vậy, về quan điểm chung của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 28, quyền lợi của người rút bảo hiểm xã hội một lần rất có thể sẽ bị thu hẹp lại. Tại Nghị định 28, Bộ Chính trị nêu rõ sẽ có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đồng thời sửa đổi các quy định để khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thời gian dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, tăng tỷ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với người lao động muốn nhận chế độ hưu trí sớm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Luật Việt Nam. Mọi thắc mắc về các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được Luật Việt Nam giải đáp qua tổng đài 1900 6192.